Hello cả nhà, Ngọc soi phòng lên sóng cho em dòng máy sưởi gốm đến từ hai thương hiệu rất nổi tiếng Sharp và Panasonic anh em nhé. Hai con đều đồng giá giống nhau. Đấy, một con thương hiệu Panasonic từ 2010, model sản phẩm là 1201 các bạn nhé. Đấy, còn dòng Sharp là 2011, model là A120. Hai con đều sơn zin đẹp, màu trắng anh em nhé. Chỉ có một cái nhược điểm mà thật là cái lắp này, lắp một bịt vào cho nó gọn, anh em nếu không quá cần thiết thì có thể bỏ qua cũng được các bạn nhé. Đấy, đơn giản thôi. Đây là điểm thể ngâm nước đây. Đấy, thì bình thường nếu dòng này có như con Bala, nếu mà full lắp thì khoảng tầm 2,5 triệu, con này khoảng tầm 2,3 triệu nhé. Thì hai con thiếu lắp mình bán rẻ đi. Đấy, đều đồng giá giống nhau cho anh em dễ lựa chọn các bạn nhé. Em thích Bala dùng Bala. À, không phải nóng sẽ được ra phí phí này. Cái này các bạn chỉnh bằng tay nhé, chứ không phải là motor đâu. Đấy, công nghệ sưởi gốm độc quyền anh em nhé, hàng Nhật bãi mới có thôi. Vừa tiết kiệm điện năng, an toàn, không gây đốt cháy oxy, không gây ngọt ngạt trong phòng, và có cả hệ thống bùa các bạn nhé, kết hợp với diệt khuẩn ion của 7000 của thương hiệu Sharp, hay là dòng Lalovan diệt khuẩn của thương hiệu Panasonic anh em nhé. Tất cả đều hai cái công nghệ đều có hiệu quả, đã được cấp bằng sáng chế và có thực tế đã chứng minh rồi anh em nhé. Đấy, anh em nào cần có nhu cầu thì các alo 0979665264. Lưu ý cho anh em là dòng máy áp 100V và công suất là 1200W anh em nhé. Cái trọng lượng rất là nhẹ nhàng thôi. Nó nếu nó máy không này không có nước nó khoảng tầm 2 kg. Rất dễ cho anh em thuận tiện vác đi lại, anh em để đâu cũng được, phòng khách, phòng ngủ, kể cả nhà vệ sinh đều được anh em nhé, rất an toàn. Đấy, trẻ nhỏ không có thể cho tay lên được. Đấy, không những cái dòng bóng sợi đốt hay sợi gốm gây vừa tốn điện và gây đốt cháy oxy ngột ngạt, dòng này thì anh em yên tâm sử dụng nhé. Đấy, trong quá trình sử dụng bột thì bạn có nghiêng đổ nó tưởng nó tắt ngay không chặn nữa. Anh em sử dụng cho cái phòng tầm 15m² thì anh em bật chỉ còn tầm 30 phút thôi đã nóng hết cả phòng rồi. Ok nhé, anh em cần sản phẩm alo 0979 665 264.